Mọi người công nhận không? Có nên bóc phốt không mọi người? Có nên bóc phốt không? Mọi người có muốn em bóc phốt anh rau cái kia không? Bóc luôn á, sợ gì nhỉ? Sợ cái gì? Đây. Đây nhá. Bây giờ như này thì bắt đầu là em bay từ Indo về đúng không? Em bay từ Indo về thì anh có bảo anh Hưng ra đón em. Anh Hưng ở Sài Gòn ra đón em đúng không? Ra đón em thì mọi người biết không? Đưa em lên đến nhà một phát. Đấy, thì đây, em cho mọi người xem nhá. Nhiều khi em không muốn đâu anh ơi, em xin lỗi anh trước nha, nhưng mà nhiều khi em không muốn nói đâu, nhưng mà giờ vẫn phải nói. Đây, trước tiên là đây, nhà đây nhá, cửa này đi vào này. Đấy, đi vào. Đây, đây có một cái gương này. Đấy, đi vào này, người nhìn chưa, một cái bàn ăn này. Đấy, nhà này. Đấy, đây là đẹp thế thì à này. Đấy, nhà toàn kính với cả da này. Đấy, bếp này. Đấy, mọi người nhìn nhá. Đây, đây là một phòng. Đấy, nhà toàn kính dài em ạ, toàn da nộn, toàn da nộn sợ thật. Đây, toàn da nộn luôn. Đấy, đây nha. Đấy, đây này, ổ điện này. Anh đang review. Hôm nay là đố em hơi nhiều, ngày mai định đố câu gì đấy? Không biết. Trời ơi. Đây, tiếp tục này. Đây là nhà vệ sinh sinh phụ đây. Nhà vệ sinh phụ này. Đấy, nguy hồi của nhà vệ sinh phụ này. Đấy, cửa có mã luôn. Cửa này cũng có mã nhé. Đấy, đấy đi vào phòng. Đấy, đi vào phòng này. Mọi người nhìn này. Đấy, thấy chưa? Nhưng mà em sẽ cho mọi người nhìn một cái này. Cái đèn đi đã. Đây, anh dọn để cho em ở đấy. Đây là nhà chỉ để cho em đặt vào ở thôi. Còn anh không ở đây. Đấy. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Tủ quần áo này. Đấy, tủ quần áo các kiểu là điều. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Tủ quần áo nhá. Đây là cái gì em chưa khám phá hết. À đây là nhìn ra ngoài, view ngoài. Thế này mà em thay quần áo đây mà quên không kéo rèm nào nhỉ? Đấy, bây giờ bắt đầu cái này là cái bốc phốt này. Đây. Đây. Thì nhất thiết này, trong nhà vệ sinh nhất thiết có phải có cái ga tán thông nào không? Ui, giật ca mình. Cái này là tự mở. Đấy, đây, gương này. Đấy. Đây, còn quả này là quả. Quả này là quả chậu. Chậu tắm. Đây là chậu tắm, dầu gội đầu. Các kiểu là điều, chậu tắm nha. Đấy. Cụp xuống đây. Tao đố mày tự cụp xuống đây đấy. Tụp đây. Cụp. Đấy. Đấy, mọi người thấy chưa? Đi vào này, mở ra, mở. Đấy, có cả đèn luôn. Có cả sưởi. Đấy. Ui, giật cái mình nó lại tự cụp, chưa cho cụp đã cụp. Đấy. Đấy.
Em rửa rồi, em rửa luôn. Còn phòng thì vợ em với cả bống đang ngủ nên em không quay được. Nói chung phòng này thì không cần phải bảo, phòng để em ngủ thì không phải nghĩ nữa rồi. Không cần phải phải nói chuyện. Nhưng mà có cái điểm em bóc phốt ở đây mọi người biết là gì không? Anh hỏi em là thì ở nhà hôm trước hay là ở nhà khác? Đấy. Anh mà ở nhà hôm trước hay là ở nhà khác? Thì em bảo là ở nhà khác, nhà hôm trước ở rồi. Thế là anh bảo thế thôi nên ở nhà bên này. Mất tiếng à? Mất tiếng à? Mất tiếng à mọi người? Có mất tiếng không? À. Thì trước khi về anh hỏi thế ở nhà khác, ở nhà này. Thì em mà thôi ở nhà khác chứ ở nhà kia em ở rồi. Em ở nhà khác cho nó lạ. Đấy, anh mà thế rồi thì sang ở nhà bên này. Đấy. Thế ở nhà bên này mọi người biết không? Thì sang nhà bên này ở, em bước vào phòng phát, em mà thế chết rồi. Thế công tắc điện ở đâu? Không, công tắc điện ở đâu? Công tắc điện ở đâu? Thế anh bảo là mở hết công tắc điện lên. Thế em mới mở lên. Mọi người hiểu không? Em mở hết tất cả công tắc đi. À, đây nó có bảng điện. Đây bảng điện đây. Đây cái bảng điện đây. Em cũng nói rồi. Đây bảng điện đây. Là phải bật hết lên đúng không mọi người? Bật hết lên. Bật hết lên đúng không? Bật hết lên. Đấy. Bật hết lên xong không thấy điện đâu. Thế là xong. Mọi người biết không, em nhìn thì có một cái quả giấy là vừa ngắt điện hôm qua luôn. Vừa ngắt điện hôm qua. Thế mà thế thì bị cắt điện. Thế là xong bắt đầu. Mọi người có biết không, cái anh mà phụ trách mà về phụ trách quấy thế kia ấy, là đóng tiền các thứ chu chi ấy, thì anh mới anh mà đọc quên đi đóng tiền điện nhà này. Nhiều nhà quá quên không đóng tiền điện. Mọi người phải hiểu cái, mọi người phải phải tưởng tượng được là kiểu nhiều nhà quá mà không biết là anh còn bảo là em vừa đóng tiền điện hôm qua xong hôm qua hôm kia xong vừa đóng mấy hôm mà sao lại đã hết tháng là thế nào, vẫn còn hóa đơn đây, thì mới dở một đồng hóa đơn ra hóa ra hóa ra là chưa đóng nhà này. Rồi. Nhiều quá cũng khổ. Đấy, mệt. Đấy, em bảo rồi thôi, nếu mà không ở hết thì đưa cho em một cái em ở. Không ở hết thì đưa cho em một cái em ở được gì mà em đóng tiền điện, tiền nước cho hàng tháng. Đúng không? Bảo đấy thì mày ở nhà nào thì mày ở. Bảo thôi em đi về. Cay mọi người không? Khôn quá. Mà thật sự là em vào đây thì lúc nào anh cũng bảo là về nhà anh ở, chứ anh không cho ra khách sạn. Anh bảo là không ra khách sạn. Anh bảo là không ra khách sạn, ở nhà anh. Ở muốn ở thì khi nào để ở. Nhưng mà kiểu nhiều khi ở các cái nhà như này ấy, mọi người không hiểu được đâu. Ở các cái nhà như này kiểu đồ toàn đồ điện tử, nhiều khi kiểu em không biết dùng ấy. TV như này rõ to đấy nhưng em có biết mở đâu. Đây. Em có nói dối mọi người đâu, cái TV đây này. Đây. Cái TV em ôm khéo không? Đây. Nó phải tầm mét mấy. Đây này, đây nhá, em cho mọi người nhìn nhá.
mà em không ôm, em ôm thì ấy nhưng mà em không biết mở. Có biết mở đâu. Đây loa gì đây, loa khắp nhà này. Đây một loa này, đây này, một cái loa nhá. Ba cái loa nhá, ba loa này, bốn loa. Năm loa nhé, sáu loa. Đấy. Sáu cái loa thì mọi người thì hiểu là khi mở nhạc lên là như nào, mà nhà thì cách âm thì cực tốt rồi, đúng không? Cách âm thì cực tốt, nhưng cái vấn đề ở đây là gì? Vấn đề ở đây là em không biết mở. Đông trên mạng đi. Chưa, anh mua 5G chưa, đang ở tận cái tầng 40 mấy thì mọi người nghĩ gì? Ok rồi, thank you ra đây. Mà nhiều nhà đến nỗi mà đây này, hoa hoa để chết khô luôn. Mười sáu cái ổ điện là thế nào? Đây hàng bao nhiêu cái ổ điện? Nhiều lắm, nhiều điện lắm, nhiều điện kinh khủng luôn. Nhà em nhưng mà lại cũng phải hỏi nhà... Đấy khổ, nhà mới mua nên là kiểu lâu em không ở nên là cũng chẳng đóng tiền mạng. Nhưng mà em có thấy nắng đâu nhỉ? Test từ loa nhưng biết bật tivi đâu mà test. Không biết bật tivi. Không biết bật tivi mọi người. Anh đâu thế nhỉ? Hôm nay mọi người biết không? Ở bên Indo thì không có xấu. Phong nó ăn xấu xong nó chua quá. Thế là xong anh ta vẫy tay về phía mặt. Xong nó bảo Phong bảo vợ em là ăn thử ngon lắm. Nên là xong em mới bảo là Phong mới bảo là cho ăn sầu ngon lắm. Ui dù, vợ em bụp một miếng phải nào. nhà em luôn thì đừng có đùa. Mọi người cần em lấy sổ đỏ ra cho mọi người nhìn không? Mọi người cần em lấy sổ đỏ ra cho nhìn không? Nếu mọi người lấy em lấy sổ đỏ cho mày nhìn. Có. Có nhưng mà vợ em cầm nhiều quá két rồi. Vẽ mà thôi. Hay quá. Điều gì nói thật nhưng mà điều
Cái gì? Là cái gì? Nướn chùa. Người ta nói thật thì bảo nên chùa. Thế ông tin thôi. Không tin bắt kể làm gì. Không tin mà cứ bắt kể. Thôi đi ông già, thôi đi thôi. Cắt đâu á? Kết em để ở quê rồi. Anh chưa xong việc, anh còn đang làm việc. Anh dắt vợ chồng em đi ăn xong anh vẫn còn đang ngồi làm việc với khách hàng ở dưới. Đang làm việc với khách hàng ở dưới, tí anh mới lên. Dắt vợ chồng em đi ăn. Em mà đi ăn, em mà đi ăn nhưng mà bóng vẫn là không. Phải đợi bác Jackie thì về mới ăn. Đấy, để bác Jackie về mới ăn đi bác. Thế xong bắt đầu là đợi bác. Đấy bác, xong này cả vợ em nữa. Nhà Sài Gòn để cất ở quê nhất bạn. Đi rõ ràng bạn không biết đâu, tôi phải cất ở nhà chứ để Sài Gòn tôi có hay ở đây đâu. Áo đã mặc thử đâu mà biết vừa hay không. Đây đây. Hello. Em chào anh Đạt. Hello mọi người. Đấy mọi người thấy không? Không phải đơn giản. Hảo quá trời hảo đâu mà hảo. Em nói thật thì bảo em hảo. Không kể thì bảo là không kể. Mà kể thì lại bảo là nói phét. Thế buồn cười. Thôi thôi à. Thôi cái gì PK nhưng PK với ai, biết PK với ai đâu, có ai đâu để PK người. Người yêu ơi, anh yêu em nhiều lắm. Người yêu ơi, xa em anh buồn lắm. Người yêu ơi, sao em không biết được là từng ngày dài căn phòng vắng. Về đi em, cho quá khứ vội vã lời chia tay. Mọi người ai chưa đăng ký IT của vợ em thì mọi người đăng ký cho vợ em nhé, sắp được 1 triệu sub rồi, 1 triệu follow rồi, mọi người vào đăng ký nhé, 9999 rồi, mọi người vào đăng ký để vợ em nhận cái nút vàng. Mọi người nhé. Bảy trăm người nữa à? Ui mọi người ơi, còn cũng 700 người nữa kìa. Thì anh biết chạy đi đâu. Bạn ơi, ở đâu đấy? Sao bạn thì hơi quen tay thế nhỉ? Ui 700 người nữa thôi, mọi người vào đăng ký đi. Người nữa thôi, mọi người vào đăng ký đi. Cho mọi người. Người nữa thôi, mọi người vào đăng ký đi.
cho mọi người. Ok chưa mọi người? Đẹp không? Quá là luôn. Sài Gòn về đêm đấy. Em ở kia kìa, tối phét. Đấy rồi. Kể chuyện nghe, em thấy bên nhà em, anh có thấy nhà em kia không á? Ở đâu? Đeo đấy. Đeo đấy. Có mua được muối ảo không? Muối á? Ừ. Muối là đi tìm. Ui, bạn đi tìm đến bao giờ nhỉ? Nhanh lên nhá. Hả? Nhanh lên xong về nhá. Chưa về đâu. Về đi chứ nị. Dưới chết bán đầy. Hả? Để về đi. Về đi để thức sách xấu vào Sài Gòn hả bé? Vâng. Có một bì thôi. Anh Đạt chẳng thế à? Anh dùng app đấy. Anh dùng app thì chẳng. Em đang máy nhà anh á. Để đừng có điêu. Ừ? Sao con? Không ngủ được. Tại sao không ngủ được? Tăng mũi. Tăng mũi á? Thế bây giờ bố làm nào? Con ngồi đấy thì chắc phải đến tối mai con mới ngủ con ạ. Con phải... chắc là phải đến sáng mai con mới ngủ được. Jakarta. Ủa vẫn chưa về bên vợ hả? Về thôi, bây giờ về Jakarta. Không được mấy hôm nữa về Việt Nam. Bao giờ về Việt Nam nhỉ? Hả? Sao anh mời tôi? Chắc là mấy... Đi bảo. Mời mấy chứ. Xem là đợt này mày khỏe không? Sống hay chết rồi? Chết. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Đợt này con không như vậy nữa. Buồn quá Vân Trẻ ạ. Thôi đừng buồn nữa anh, vui lên đi. Ừ. Ok, ok. Đạt ơi, người yêu anh đâu, anh làm gì đã có người yêu. Anh mới có một vợ một con thôi, còn người yêu anh làm gì. Mình nhìn Vân Chòe càng ngày càng già. Đâu có mày nữa, chỉ đọc được yêu. Chỉ đọc được comment rồi. Nôn ra cho tao phải chuyên cơ, nhanh lên đi, nhanh lên. Lươn lẹo. Sao con chưa về Việt Nam nữa? Con không biết. Ở về cô có dắt con đi chơi đâu mà về. Có, về đi cô dắt đi chơi. Đang Sài Gòn đây. Đi. Đi. Nửa đêm rồi thì đi đâu. Em rủ bóng chứ em rủ anh, chắc mà anh làm như thật đấy. Ơi mày có biết quả này là quả gì không? Chắc mày chả biết. Đâu nhỉ? Đây. Quả này này. Quả sung. Quả này mà quả sung. Ôi trời ơi,
sung chắc chắn luôn. Tao nậy mày đấy, quả này một quả sung thì chịu mày. Đúng rồi anh. Quả sung. Quả này một quả sung. Sung. À, lộn 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 quả xấu. Thèm không? Thèm nhờ. Này. Này cái này ăn với cái đấy ngon lắm ấy. Ủa? Anh mang từ đâu về hả? Ê cái đấy mà ăn với cái rau muống ngon lắm ấy. Cái đấy ăn với rau muống ngon lắm ấy mọi người. Là xấu ngâm thì xấu. Thôi rồi luôn. Ôi. Tự nhiên nói ra nước dãi chảy tùm lum. Từ Hà Nội mang vào Sài Gòn à? À. Dầm dầu ngon ờ, anh từ Jakarta anh bay về đây mà. Anh mua từ Jakarta anh mang về. Sợ. Đã bao lâu rồi mà Vân Chòe chưa được ăn vịt om xấu à Vân Chòe? Ồ nhờ. Ê, cho em ít. Cho em ít. Có phải của anh đâu. Của bóng à, bóng ấy cho cô ít xấu bóng. Cái đấy mà là của con á. Thì con coi cho cô luôn nhỉ. Thì con cho bác sách kia luôn. Bác sách kia vừa rồi còn đi ăn BBQ xong ngon lắm. Ghê thật ghê. Ngon lắm. Ghê vậy ồ. Trời ơi. Ít về nhà cô. Ủa. Nhưng mà con không cho cô ăn đâu, thì nữa con đói con ăn một mình. Tàn nhẫn. Càng chảy nước miếng hơn. Thôi về đây bye bye bóng. Này. Mày xin anh Jacky, anh Jacky một bì. Điên mà xin thì ai biết được mà xin. Thôi em xin ra Hà Nội xin. Ra Hà Nội ra xin. Ra Hà Nội mua. Ra Hà Nội mua. Ờ mày bay ra mà mua. Ờ đi ra Hà Nội mua. Không nhiều lắm thật ý. Chịu. Và anh chia cho không ấy. Xin được. Chịu không xin được. Cô có biết là vừa ăn BBQ nhá, con lại còn vừa được ăn cái gì không? Cô chả biết, chú chả quan tâm. Không quan tâm nhưng mà nước dãi chảy ròng ròng cái gì. Không hề. Không hề luôn. Không hề luôn. Ok. Cô okay. Con ở đấy. Con nói ra là nước dãi chạy ròng ròng nhá. Nước dãi chạy ròng ròng. Sao anh không đi báo đi anh? Hả? Sao anh không đi báo đi? Báo ai bây giờ? Ừ mà view đông sao khó báo lắm. Bây giờ báo ai? Không biết. À tôi với anh chơi solo bấm hoa không? Chơi. Nhưng mà anh phải chấp bao nhiêu? 10.000. Ok. 10.000 bấm hoa nha mình ơi, anh đạt chấp 10.000 bấm hoa nha. Mọi người bắt đầu cho tay vào hoa hồng nha. Anh đạt chấp 10.000 bông hoa cơ. Bấm hoa cho em xin. Bấm hoa cho hoa. Hoa. Hoa 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 mọi người. Hoa hoa hoa. Follower follower. Anh đạt chấp 10.000 hoa. Anh đạt chấp 10.000 hoa. Đâu. Anh đạt chấp 10.000 rồi mình ơi. Còn 1.000 rồi chứ. Anh đạt chấp 10.000. Sao được 6 bông hoa. Cháy hoa mọi người ơi. Hoa. Anh đạt chấp 10.000 kìa. Anh đạt chấp 10.000 hoa.